Thưa quý vị và các bạn, theo quan điểm phương Đông, những người phụ nữ mà có má lúm đồng tiền thì sẽ tạo được sự duyên dáng cũng như là dễ dàng thu hút người đối diện. Mà bên cạnh đó thì theo quan điểm tướng số, những người có má lúm đồng tiền là những người mà nhiều bạn nè, số đào hoa và gọi là sung túc nữa. Và có thể nói là trong khoảng thời gian vừa qua thì có khá là nhiều chị em phụ nữ tìm đến cái việc mà tạo một má lúm đồng tiền trên gương mặt của mình. Thì ngoài cái việc là giống như là tạo một cái nét thẩm mỹ, sự duyên dáng cho cơ mặt, thì bên cạnh đó như là một cái cách để mà thay đổi số phận vậy. Thành tôi thấy thơ có Nào cười xem nào. Cũng có đó. không? Nên chính vì những lý do đó cho nên ngày hôm nay thì Thanh Tú và anh Thơ cũng đã có một buổi gặp gỡ với khách mời chúng ta, một vị khách mời rất là đặc biệt. Xin giới thiệu cho quý vị bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng trong phẫu thuật thẩm mỹ năm 2006, năm 2013 là bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình Hôm Nay Ta Đẹp. Dạ chào bác sĩ ạ. Xin chào anh Thơ và xin chào Thanh Tú. Dạ, xin chào bác sĩ. Rất là lâu rồi Thanh Tú với lại bác sĩ mới có dịp gặp lại nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thì nghe nói đến một cái chủ đề cũng rất là thú vị, đó chính là chủ đề là tạo má lúm đồng tiền, tạo nên sự duyên dáng của trên cơ mặt của chúng ta. Và tôi nghĩ là lúc nãy Tú với anh Thơ có chia sẻ là không chỉ là dừng lại ở chị em phụ nữ không đâu, mà đôi khi cũng có cánh mày râu cũng muốn tạo một cái Đúng đồng tiền đó rồi. cho nó duyên dáng, đúng không? Tại vì như hồi nãy Tú nói đó là bên cạnh vấn đề về thẩm mỹ là còn có tướng số nữa không, đúng không bác sĩ? Đồng tiền để chúng ta có nhiều tiền hơn. Nhưng mà trong cái quá trình mà làm nghề thực tế của mình á thì bác sĩ thấy là có nhiều cái trường hợp đến mà với cái mong muốn là tạo một cái má lúm hay là một cái đồng điếu để mà thay đổi cái số của mình không ạ? Thực ra thì cũng có đó, nhưng mà đa phần á thì các chị em đến là chủ yếu với mục tiêu là làm duyên làm đẹp. Nhưng mà trong đó thỉnh thoảng cũng có những người có cái quan niệm giống như anh Thơ và Thanh Tú vừa trao đổi, tức là để làm tăng cái sự may mắn của mình lên. Thực ra là một gương mặt xinh xắn thì tôi nghĩ là trong cuộc sống nó sẽ suôn sẻ. Đúng rồi, cũng có nhiều cái may mắn đến hơn, đúng đúng không bác rồi, sĩ? có thể là. Khi mà em mang thai á thì em rất là hy vọng là sinh một đứa con gái, chính như vậy mà em cũng nghiên cứu hết rồi bác sĩ. Em đọc được một số cái thông tin trên mạng mọi người chỉ á là khi mà mình mang thai á, mình thấy một em bé nào mà có má lúm đồng tiền mình tới mình vén nhẹ nhẹ lên má bé 2 cái, hoặc là mình xoa bụng, chẳng hạn như con trai á thì là xoa 7 cái, còn con gái là xoa 9 cái để mà có má lúm đồng tiền đó Rồi, rồi xong rồi chị Thơ có làm hay không, rồi cuối cùng nó kết quả như thế nào? có đồng điếu. Cái này... thực sự là không phải ai cũng có thể may mắn mà có được những cái má lúm đồng tiền theo một cách rất là tự nhiên, đúng không? Bên cạnh đó thì mọi người tìm đến cái việc mà thẩm mỹ cũng khá là nhiều. Vậy thì bác sĩ ơi, đối với cái quá trình cũng như cái phương pháp mà tạo má lúm đồng tiền thì nó sẽ như thế nào ạ? Thật ra thì cái thẩm mỹ để chúng ta tạo đồng tiền đó thì như nãy giờ chúng ta bàn luận nhiều, thì đương nhiên ở trên một cái gương mặt mà có một cái má lúm đồng tiền hay đồng điếu đó, và đặc biệt là khi cười đó, thì nó đều gây một cái ấn tượng tốt, một cái tình cảm đẹp đối với những người đối diện. Do đó người ta thường người ta tìm cách người ta có được, sở hữu được một cái đồng tiền hoặc một đồng điếu, nhưng mà không phải ai cũng may mắn mà bẩm sinh mà có được. Thì trong cái ngành thẩm mỹ đó, người ta nghiên cứu ra thấy rằng đó, những cái người mà họ có đồng tiền hoặc đồng điếu đó là do khi họ cười đó thì cái cơ cười và cái cơ ở cái vùng đó nó dính kết dính với cái da bên ngoài. Khi khi cười như vậy đó thì cái cơ nó sẽ kéo và nó tạo nên một cái lõm. Như vậy thì người ta nghiên cứu làm sao để người ta cũng làm tạo nên một cái sự kết dính giống như là cái tự nhiên bẩm sinh. Thì người ta cũng làm một cái cách là người ta đính một cái mối chỉ từ ở ngoài da vào cái cơ cười. Mà khi mà chúng ta đính cái lớp 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 da mà dính với cái cơ cười đó thì khi mà nó kéo như vậy nó sẽ tạo thành một cái lõm vào cái vị trí đó, và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái đồng tiền. Hoặc là nếu là đồng điếu thì thông thường nó nằm ở gần cái xung quanh miệng mình hơn và nằm từ mép môi trở xuống. Như vậy thì người ta cũng tìm cách người ta đính cái lớp da ngoài dính với cái cơ vòng ở cái vòng vòng môi vòng miệng, và như vậy thì người ta cũng tạo nên một cái đồng điếu. Dạ nhưng bác sĩ ơi, nghe bác sĩ nói là cái gì sâu chỉ vậy, thấy có vẻ như là hình như nó cũng sẽ có một cái thẹo ở đây hả bác? Ngày xưa đó, trước đây đó, có những cái kỹ thuật là người ta làm một cái vết ở đây, sau đó thì người ta đính vô được. Như vậy thì nó cũng tạo được nhưng mà nó sẽ để lại cái dấu. Còn cái kỹ thuật mới hiện nay đó thì người ta làm hoàn toàn bên trong, do đó bên ngoài là chúng ta không có thấy dấu vết gì cả. Nó chỉ có những cái lỗ kim rất là bé ở bên ngoài,
Nhưng mà những lỗ kim này đó thì trong vòng khoảng chừng vài tuần lễ là nó sẽ biến mất. Và nhưng mà nó cũng có cái quá trình như thế này, là sau khi mà chúng ta xiết chỉ, chúng ta cột chỉ đó, cột bên trong đó, thì nó tạo nên một cái chỗ lõm, một cái chỗ lúng ở trên da. Và khoảng 7 ngày hoặc 10 ngày gì đó thì cái chỉ đó sẽ được lấy đi, tức là chúng ta cắt chỉ. Thì cái đồng tiền mà chúng ta tạo ra đó, nó có một cái quá trình để nó chuyển biến từ cái đồng tiền tạo thành một cái đồng tiền giống như là đồng tiền thật. Trong cái khoảng 10 tuần lễ đầu đó, trước đó đó, thì khi mà chúng ta không cười đó, nó cũng hơi lõm tí. Và sau khoảng chừng 10 tuần hoặc 12 tuần gì đó thì cái thịt ở trong nó phục hồi, nó đầy hoàn toàn. Thì khi mà chúng ta cười nó mới lõm, còn không cười nó không lõm. À, như vậy thì có nghĩa là sau 12 tuần thì chúng ta sẽ có một cái đồng tiền hoàn hảo hơn. Nhưng mà bác sĩ ơi, khi mà mới làm xong á, em nghĩ là ở chỗ mà cơ cười của mình có một cái vết thương như vậy á, mình cười hay là mình sinh hoạt, mình nói chuyện chắc là đau đúng không bác sĩ? Nó không hoàn toàn là như vậy. Thì sau khi làm xong thì chúng ta vẫn ăn uống, vẫn sinh hoạt, vẫn nói chuyện, vẫn cười bình thường. Có vấn đề là nó trước cái thời gian cắt chỉ thì nó có một sợi chỉ bên trong cái miệng. Cho nên là chúng ta sau khi ăn xong thì chúng ta phải giữ vệ sinh cho sạch sẽ. Để đừng để thức ăn bám dính vào cái chỗ cái mối chỉ đó. Đương nhiên là nó sẽ không tốt. Sau 10 ngày, 7 ngày gì đó, người ta lấy cái mối chỉ ra thì chúng ta cũng phải giữ sạch sẽ thêm vài hôm nữa để cho nó lành hoàn toàn. Và sau đó mọi sinh hoạt chúng ta trở về bình thường. Thanh Tú thấy thơ mà có mấy lúc đồng tiền có hợp không? Anh thơ thì bác sĩ thấy sao, gương mặt cũng đã rất là xinh xắn rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu như có thêm hai cái má lúm đồng tiền nữa thì nó sẽ xinh xắn hơn. Bữa nào qua bác sĩ Long tặng cho hai cái má lúm đồng tiền. Tôi nghĩ là một ngày nào đó mà thơ xuất hiện trước ống kính khán giả, ông thấy có hai cái má lúm đồng tiền là biết ở đâu ra đúng không? Nhưng mà thực sự là không phải ai tạo má lúm đồng tiền cũng trở nên phù hợp với gương mặt của mình đúng không bác sĩ? Thường thì những người mà có cái má đầy đầy, tức là đại khái là nó tròn á, thì chúng ta sẽ tạo cái má lúm đồng tiền nó thành công hơn và nó đẹp hơn. Còn những cái mặt mà gầy quá hoặc hóp quá đó thì những mặt này không nên. Vậy là tao không nên rồi Tú ơi. Dạ bác sĩ ơi, em thấy là bây giờ á, thực sự là bắt đầu như cái lứa tuổi của Thơ là đã có con rồi nè. Thì Thơ vẫn tự nhận mình là những bà mẹ trẻ, rất là năng động, rất là thức thời. Chính vì vậy mà cái việc tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để mà làm đẹp cho mình hay làm đẹp cho những cái thế hệ sau là con em mình thì điều đó là rất là bình thường. Và cũng nên làm nếu như mà nó có thể làm cho mình tự tin hơn trong cuộc sống. Thì thí dụ như có một bà mẹ nào đó cũng nhăm nhe sẵn là một lúc nào đó con mình lớn là sẽ tạo má lúm cho con mình đi, thì khoảng độ tuổi bao nhiêu là mình có thể làm được ạ? Thông thường thì khi làm cái đồng tiền hay đồng điếu thì chúng ta nên đợi đến khi mà ở một cái tuổi trưởng thành, tức là từ 18 tuổi trở lên, thì chúng ta mới nên tạo cái đồng tiền hoặc đồng điếu. Như vậy thì nó chính xác hơn và nó tốt hơn. Còn ở cái tuổi bé quá, chúng ta làm cái kỹ thuật này thì nó không phù hợp lắm. Vậy thì với cái phương pháp này thì cái má lúm đồng tiền mà chúng ta tạo nên thì nó sẽ giữ được trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu hả bác sĩ? Đồng điếu hoặc đồng tiền mà khi mà chúng ta tạo bằng cái cách mà thẩm mỹ đó. Thì nếu đã tạo được thì nó là vĩnh viễn, ngoại trừ là thí dụ như trong quá trình tạo cũng như là trong quá trình mà giữ gìn sau khi làm đó nó không tốt, thì thỉnh thoảng có những trường hợp nó không tạo được, tức là nó mất. Thì đối với những trường hợp này cũng không có vấn đề gì quan trọng, là chúng ta chỉ tạo lại thôi. Vậy thưa bác sĩ, vậy thì sau khi mà mình phẫu thuật xong á thì cái quá trình thăm khám như thế nào ạ? Thật ra thì đối với đồng tiền hay đồng điếu đó thì chúng ta chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ trong 1-2 tuần đầu. Chỉ có đúng ngày hẹn chúng ta quay lại tái khám một lần, cũng là cái lần mà chúng ta có thể lấy chỉ qua. Hoặc là có những cái trường hợp là chúng ta không cần cắt chỉ luôn, chúng ta sử dụng cái chỉ mà tự tan đó, thì coi như là chúng ta không cần có cái quá trình thăm khám gì cả. Chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ là xong. Xem ra thì để có thể tạo cái sự duyên dáng hơn cho khuôn mặt của mình thì tôi nghĩ là với cái phương pháp mà tạo má lúm đồng tiền như bác sĩ Long chia sẻ thì quả thật nó cũng rất là đơn giản đúng không Thơ? Dạ đúng rồi. Bữa nào với chắc là Thơ phải đi tạo đi. Hồi nãy bác sĩ nói rồi, cái mặt hơi dài mà hớp nữa chứ là lòng có hợp. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình.
Cảm ơn anh Thơ và cảm ơn Thanh Tú. Đối với những khán giả nào đang hơi thiếu tự tin một chút xíu với tình trạng là thừa mỡ trên cơ thể thì nhớ là đừng bỏ lỡ chương trình kỳ sau. Bác sĩ Vương Khánh Long sẽ cho chúng ta thật là nhiều những thông tin hữu ích liên quan đến việc làm đẹp bằng phương pháp hút mỡ. Và quý vị thân mến, hãy nhớ nhé, nếu như có một thắc mắc hay là muốn tư vấn gì về việc làm đẹp thì quý vị hãy truy cập vào trang web hômnaytadep.com. Còn bây giờ tất cả chúng ta sẽ chuyển